Xong rồi bỏ nhật nhôm kia phụt bỏ sát tăng ốc đôi sức đầy rộp an. Ngày này, nhật tì xe mạ thị phát xa nạ kâm mật thán. Bật tỏ bì ạc khan ở rìa phêl và gia tăng bì khe đọc muối. Bật tỏ bì krom ca nghe phụt gà xe mạ công bật xong mẹ xa rõ đồng rạch đề miền phong cụ bập thiên phong tăng xa cà rây. Bàn tổ riêng chom bì thị xô bật trầy bì đọc nô bật tiền bìa. Trên cảm thấy thằng ngày đi có bàn chạp xài làm quýnh đổi thằng ngày này miền phải trực tiếp là chế hẹt ở dịp giao nó cảm xài rồi chế cảm thấy mấy từ thà cả lực mến rồi cảm thấy bị lái này lúc rồi cảm thấy stream chat của chúng mình cũng học phải trực tiếp của cả dịp giao trên thằng ngày này đổi xa bằng cụ ốc rôn lục miền bạn học phải kể thế mình ai chỗ bán thì bạn phụ gặp thiên và lục bạn mà chỗ chúng nó này trên ngày này cứ cầm thì sai nhật tì smart thì nâng phát sinh cầm than và phụ gia smart cầm sang ngày sau đó làm đấy hay ngày này cứ ngày pro đọc bài kết thể miệt đầu năm ngày thì một thầy pi thể công phát nam pi phong một thầy buồn chương kia bật thầm nét nhóm cả na sôm ra tận nếp ăn kru đâm bay lực bật thiên ập bát đâm bay sai nóc nóc cầm thì pin sôm ra tận nền vần kia bật thầm nhóm prakaruna sôm namaska đa kun pratana trai praput pratho bát sang chia sakara bồ chia đau đau ngọt đom sôm namaska đa bát sang prathira nathira krupa ong hay chỉ biết sẽ cùng một cha thầm nhớ cha thuần chân thon để chia mạch chân từ cái miền vật từ miền nông ốc cả đi hay nhà tì smart thì bị phát sanh này cứ chia thầm ở việc mến này phải để cho quân và thầm nhớ cha bị phát sanh cha ốc ron có vấn đề đòi phải chia cái tế này cả sắp xài program thay mấy lúc mình ai chỗ bàn để cho nó hay khi nhom bạc cao nè chỗ chấm nước là nó còn đang để tiền đi đảm bảo sắp xài cho tham một tiền đào tổ sinh này cái chân đào phật tử sát này cái chân đào bồ đề chư quân group là thi cái lại đảm bảo ban sắp đáp nó để tiền đi nó còn đang phê cho bà phật tử cả sám cùng bồ sang khăm ai sờ tâm break nó còn đang ngày bồ ho chấp biết ngày mong pram tớ ngày bồ ho riêng rõ ngày dương đề miền cam một tiền đi đảm bảo chia thăm một tiền mỗi đạo vị sẽ xâm rạp dù kia vai chó các đôi chia phút tử xa xuân nếch để miền mộng nón trăng sức đắp do lầm bì thọ ác đấy do lầm bì xâm mạ thị phía vô nía nâng vị bác sân áp phía vô nía chữ đàm của đây đôi chân hãy cả ọ bồm kháng phô chất dạng xâm khăn để phút tử xa xuân nếch rứa gò dù kia vai chó tầng lái bàn tốt đọt nâu ca phá đi bát chìm ra nâu xâm mạ thị kháng phô chất đàm bấy nhân cụ sol đại ca tâm phí ca ngọc nâu ni vô nạ thó thằng pram miên ca mạch chăn ta phía bà ta thay nâng mụt tha ụt thay chạc cục vô chạc vô chạc kỳ chạy dạ đàm nâng thư chất rộ bó sắp sát tương lai nâng miên sức đầy sáng ngọc dương chìm ra đòi sa mạc tha ca mạch thán rư ca hào ta sa mạc thi ca mạch thán chia cụ sol đồng có sa mạc lọc nâng ở rộng thị mùi hay năng vipassana cam thán là sầm đau từ lư cam thán ca bị charana dọc nâu là tu bảy nhã đam bị bị charana nâu away tới đại pháp quan đời trai lạc thọ là miền anh ấy chẳng thuộc hàng ngàn tài chợ đến để dục kia vai trò rư các bậc cô bàn lược dọc nâu bảy nhã đam bị bị charana rươi rươi nâu sự tiệp thán cái đấy nó khăn tăng pram miền rút xâm lên khăn rõ xâm phó chữ đàm của đây nâng đàm đây đạch bóng nó kỳ lạ rư cả miền bài nhà cơ
lang khơi nô ca cất lang hai lần tù vinh. Nô con nô ca nê kum cha thuần chan thon yung dâm bay oi nghi sru đỏ kut boy sắt sắp ban nung chung lược yok mp ayatana khang knong nung ayatana khang krau. Nơ đai pep bon nung chất nơ đai pep bon đỏ ca đừng ca khơi nè bỏ chặt cái này nè ca bị chật nè đòi bài nhà chật đằng đây đầm bay lực dọc một ati bài khá chạy chun phút tập bài sát chật ti sơn đạp phong đây nè ta nè mạch chặt cây đằng miền mồm non chẳng xua chẳng mịch đây nè nè xua nông ai giờ tận nè nước chốc nè xua miền bồn nè chụp thông nhậm này chẳng tu sụp ăn cướp bị biệt tha ai giờ tận nè miền này thật đồn địch nè xua ăn cướp bọc ra cái này sát tu sát tu nè, bậc thầy hay, nếu con ông ayatana nương cứ chia phía xa bờ lấy, phía xa bờ lấy ayatana nương bày ra kêu to, nè con ông tin đấy, lục sầm đau do kêu khang con ông, nè ayatana khang con ông đấy, rồi ayatana về miền khang con ông miền khang cầu, ấy lâu đấy, dừng lướt do hạt sầm đau từ lời kêu to sầm đau kêu to để miên lục hàng khăn ông nè để chia chầm này nơi kêu to nâng lục tham miên rồi hốt đau của muôi nè sầm cùng cha nè miệt tài triệp nè nè cho nên là chừng ai cho tận nè bên này là to rồi cả ai là chừng tiệp thấm sầm ông kêu lời kêu pi ai cho tận nè hàng khăn ông của muôi ta miên ở vậy khác nè sầm อายตนะข้างក្នុងประมวยนั้นคือยังดังมือเคยรอថ្ងៃมือเคยรอថ្ងៃบ่านิยายอัมพีภาษาบาลีลึกหาตาจักขวายตนะนะสตายตนะนะคีณียตนะนะชีวหายตนะกายตนะนั้นธัมมียตนะนะภาษาบาลีนะอายตนะนั้นคือเครื่องต่อนะរបស់ไอ้เครื่องต่อข้างក្នុងคือสำเดาទៅ นะจักขวายตนะนั้นคือสำเดาเครื่องต่อข้างข้างนั้นคือภายในนะโสตายตนะนะเครื่องต่อข้างข้างนั้นคือตัวจิตนะคีณียตนะเครื่องต่อข้างข้างนั้นคือจรมนะชีวหายตนะเครื่องต่อข้างข้างนั้นคืออันดานะกายายตนะเครื่องต่อข้างข้างนั้นคือกายนะให้นั้นธัมมียตนะนะธัมมียตนะนะ nên cứ tham nhân của muội nữa nữa là rước cái dân hà tam mà niệm yết tận nè mà niệm yết tận nè mà niệm yết tận nè dây ru máu cứ ai yết tận nè khăn khăn nóng cứ miên của muội nè chặt qua yết tận nè sau tai yết tận nè khi niệm yết tận nè cài yết tận nè mà niệm yết tận nè hay bờ pre một khăm ai dưỡng sầm đau từ lơ nấy từ chiếc cho máu hành đá cài chặt nè thằng của muội đang án chia ai yết tận nè khăn nóng nè hào khăn nóng nữa nè นะอายตนะข้างក្រៅមានប្រមាណណាសូមអង្គគ្រូបកស្រាយអាយតនៈខាងក្រៅក៏មានប្រមួយដែរណាមានប្រមួយដែរបើយើងគិតពិចារណានៅក្នុងអាយតនៈដែលគ្រឿងតបជាប់ណាគ្រឿងតបជាប់ឬក៏គ្រឿងស្រូបណាដូចជាស្រូបឬក៏តបជាប់តើយើងគិតពិចារណាមើលតើ จักขวายตนะวิเชียเครื่องสรุปเครื่องต่อในข้างข้างนั้นโดยเชียวิตโอนะได้ทอดนะทอดนะทอดรูปหรือก็ทอดอะไรอย่างนั้นโดยฉะนั้นเวียเครื่องมือซึนนั้นเวียต่อประจอบเจนวิคังขนองเธอหายเวียต่อประจอบตัวนั้นวัตถุขังกราวนะสำเนาเธอเลยอายตนะขังกราวนั้นคือรูปายตนะรูปายตนะเพราะจักขวายตนะนั้นแปลอายตนะคือจักกูคือภายในนั้น คือเวททอดเวตอเวจอกในชื่อมวยนั้นอายตนะข้างกราวคือรูปน่ะสำเนาទៅលើរូបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងបានមើលឃើញណ่ะសំបីតែខ្ញុំក៏ណាចក្ខវាយតនៈណ่ะនឹងមើលឃើញរូបគុណម្ចាស់មើលឃើញណ่ะទុរតោមើលឃើញរូបភាពមើលឃើញស្បងចពតាំងឡាយហ្នឹងអានឹងហៅថាអាយតនៈខាងក្រៅសំដៅទៅលើរូបាយតនៈហើយឃើញណ่ะដូច្នេះហើយ อายตนะข้างក្រៅก็มีประมวยลูกหาวถ้ารูปายตนะรูปายตนะสำเดาទៅលើอายตนะในรูปสัทธิยตนะสำเดาទៅលើอายตนะในสำเลงนะกนธิยตนะสำเดาទៅលើอายตนะนะคือเครื่องขลัง
ណារសាយតនៈអាយតនៈខាងក្រៅគឺរសជាតិណផលតភាយតនៈអាយតនៈខាងក្រៅគឺសម្ផស្សណដែលប៉ះពាល់ដោយក្តៅដោយត្រជាក់ណដែលមានក្តៅមានត្រជាក់រងាជាដើមហើយនឹងធម្មយតនៈគឺសំដៅទៅលើណទៅលើអ្វីសំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ណធម្មយតនៈហ្នឹងណសំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងឡាយហ្នឹងណអារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងហើយយើងហៅថាធម្មយរំក៏បានដូច្នេះវាមាន 5 ណចាំណចាំថាខាងក្នុងវាមានអាយតនៈខាងក្នុងវាមាន 6 chắc khu khênh rụp là ta khênh rụp nó có bất tàu khăn ông có sao thằng ớt rồi miền có sao khá là có sao khá là cái này xong mà mê ta triệp nhiệt nhôm bất tàu mò sát triệp ẩm phí ai dạ tờ nàng ní bất thất nâu đạch đòi lệ mừng tuôn bất tiết đòi ả rõm khẳng kào thế cực rõn tại chi ai dạ tờ nàng bất nô bà này theo bởi dân mình toàn bất tiết khơi nô ru ý tăng lai ở tiên hoa tại chắc khu là bao dân bật là rưu cả chắc khu khuất ý dân tấn mình ách mưa khơi nô ru tăng lai bàn thề rồi chứ nế mưa thuộc bàn nó cứ đòi là sài đè miên chắc khu vì nhiên cứ chắc khu là sài nâu chìa mùi nâng phân hạch nâng đòi chìa mùi phân hạch nâng nế đôi chứ nế hơi mình ai xin bách và do cho vậy bàn lời cứ thưa ở cơ ta sẽ đẹp đừng mình toàn bàn được chứ ai do tình thằng phẩm mùi nó cứ miên tận miên nửa tí tự tu là rõm xem xem cái này là cả bây tha ta vì tự tu là rõm xem xem cái này dạng mấy bạn lược hàng đơn khá nữa là dân cả bây do làm đi biết tha rõm xem xem thiệt rõm xem xem nó cứ vì nấu là nấu à vậy đâu là dân để ai gia tận nát hàng khóng việc tự bàn là đôi chia dân lược giang tha rupa gia tận nát ai gia tận nát kêu job nấu hàng kéo để tập job cho mỗi nưng chắc vai gia tận nát rupa gia tận nát nưng ấy cứ chia nửa tí rồi có chia à rom là chia à rom để chắc vai gia tận nát không việc tự nấu à rom xem xem là tự nấu à rom xem xem cứ không nấu cứ miên ấy cư miền rút bà rõm, à rõm cư rút thiếp tầng lại. Nà rút thiếp tầng lại đây chắc khô bàn xâm lăng mơ khơi. Là ô cái đấy à khó cái đây, được chứa lùm cha ta. Nà mơ cái đấy à là ô cái đấy rút thiếp. Nà rút thiếp mà nụ là ô cái đấy, mà nụ mà là ô cái đấy, sát cái đấy, mình sát cái đấy. Nà à kia cái đấy, nà bravo hia cái đấy, cột xà la cái đấy. Nà rõ bó xăm vì ra tầng lại cái đấy, đại chìa rút bà rõm nụ. Nè vì ai sai nó lỡ chấp ở rộng thiệt mới sai nó lỡ chất á đó hay là chất về miền ấy nè chất về miền ức thả rộng cứ miền ở rộng chất thi prát ná ức thả rộng cứ ở rộng bên chất thi prát ná nè đôi chân này hãy đôi thuyền để xâm rạp tự tuôn một nốt lúc này chắc qua dự tình hình cứ đôi chất thuyền xâm rạp tự tuôn một nốt chứ một nốt cho tam thuyền tam thuyền nó về miền thuyền khang lệch khang cát khang sầm chứng là hai tớ về chỗ tớ khang này là chỗ khang múc chỗ bị kháng chỗ khang cái loại dễ đơn là đôi chân này ai ra tận này cứ miền chmua mà giang thiết lâu hạt ẩn trì nữa là miền chmua thiết hạt ẩn trì đang phải thay triệt thông là miền này thá triệt cái rồi bỏ luôn đôi chân này về triệt thông đồng ca khinh rù là miền ấy khinh rù tiệt tệ là đấy về miền là ti mới đồng ca khinh rù đôi chân ấy cả na phnek nó cứ vì miên bờ xây chứ ba na phnek nó vì miên sọc kẹp chứ ba cứ vì miên là tìm mối khơi nhiều rúp na khơi nhiều rúp khớp bẹp giang từ ngót chân này chết na hãy chuẩn cả tới một chia xa nó kiện đặt ạt tết sẽ không một to tiền nữa na kéo dưa nó đầm bay phần riết mới na phần riết mới ở khơi ở thùng địa phân té các bay đang ta kéo dưa cái đây ạt tết sẽ không một to đây kính chọc đây van ta đây nữa đại việt chúc ba tam lê tam ấy để mưa khơi nắng tục bàn nó cứ đòi à sai chặt khoai giờ tận á đòi sai miên chặt khu bờ xa đòi sai miên chặt khu bình nhiên nó tớp mưa khơi nấu rupa rom tầng lại nước bàn
ແລະបើសិនជាផ្នែកគុណវិជ្ជាឬក៏ញោមញៀនពុទ្ធវាសនឹងមានផ្នែកអត់ល្អផ្នែកឡើងបាយណាប្រសិទ្ធនឹងវាមិនច្បាស់អីចឹងណាទោះជាវ៉ែនតាក្រាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវ៉ែនតាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអតិសុខុមន្តោះណាឬក៏កែវនឹងពង្រីកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចមាននិធិមួយដើម្បីឃើញរូបទាំងឡាយនោះណាអោយច្បាស់ល្អបានទេ đôi chân này hãy ayatana nó cứ vì miên chúa hạ ta ân tri nó cứ vì miên thì thông đồng phái này mùi đồng mùi cứ đôi phái về thông đồng cá khinh như rùa là từ chiếc vì miên được thì thông đồng cá đạp sầm lên là đạp sầm lên khớp giang sầm lên là sầm lên phía xa rồi bỏ một nút chiếc là khớp ba giang là hai chỗ mỏ có vì miên được thì mỗi khăn là khăn là soi khăn cả ốp là khăn là khớp là khăn mình là o chị đam đấy là hay này khang ẩn đạt nó cứ vì miên được ti thôn mới cái đồng ca ấy cái đồng ca thật tua đâng đổ roi chiết à ha một hộp là cường cầu cướp sao bẹp giang thằng o là hay này khang này khang cai là này khang cai nó cứ vì miên được ti mới chợ thôn đồng ca đâng được chẹt cái đầu là cai dương nó là cai nó cứ sầm pho nó vì miên được ti mới đâng là bờ ẩn miên nhiệt thi thông dân tế cứ vì mình ai đứng được đâu thì chạm bàn tê hay chặt nắng cứ vía miên nhiệt thi nắng cứ vì chiết thông đồng cá đứng đâu ở rầm cướp sọc đẹp giang thằng o là đôi chân ấy ai giật tận á để miên tuôn nhiệt thi nắng là miên tuôn nhiệt thi ai giật tận nặng hàng đông đấy miên ai giật tận nặng hàng ra vậy đấy để miên tuôn nhiệt thi khi nào rúp sầm lên khăn rò sầm pho thâm y rầm hàng cào nắng hơi đại nhân chết rồi bỏ sát luộc tầng lại nó cứ ôi miên ca kích nè với chỗ tục nông thăm mì rõm chỗ tục nông chết tục nông vĩ nhiên nâng thưa ôi dân kích nè kích là o kích ạc rõ nè chia ớt thà rõm vì miên ả rõm chia thi pratna bình chất cầm miên nước thà rõm cư miên ả rõm mình chật thi cọp chất chuyện đàm cầm miên nè thưa chết rồi bỏ bục quân nè thưa ôi chất nâng cứ kích cứ là cứ đặt cọc, nè thua ở chợ nó sớm mọc sớm mai, thua ở chợ nó miên dịch đầy tuốt đau rồi hại, nè thua ở chợ nó miên so mà nó để hạ đặt so mà nó sẽ chết, nè thua ở chợ nó miên tu mà nó, nè thua ở chợ nó sớm mọc sớm mai, thua ở chợ nó kết nục non cam mà cùn, nè rúp sầm lên khăn đo sầm bò, thua ở chợ nó nè chóp chìm pẹt nục non ni rồi nã thò tầng pram để cướp sầm cọt nục non chợ. Nè đề ca mà chân thế cứ miên ca pinh chất prathna nô con ca mà cún nè phía ba ta nâng cứ miên chất tú sở rái cung cuốn thay là mưa tha nâng cứ chư chữ ô thuynh thọp thuy ô thay chạc cúc quay cha nâng chất nâng rửa vơ rửa vi ấy nè vì chết cây chá nè miên ca song say mình thư cục sọc đẹp giang tưởng ở nè pro ở với nè pro chất nâng cứ ban đơn ban kích nấu chia cổ sao phong ác cổ sao phong bộ con để miên chặt chia cổ sao đó nhang chất được bao bộ con nó ngồi nước khơi nấu sơ tiền là tiền sơ phiêu vân nè rứ cả ở miên bài nhà cả là nè đôi chân thấy là ai giật từ nặng hàng cào nó vui chia flow và vậy đó nó chia flow chia trở lại hô chôn mọc bốn đường bạc tiền nè bốn cả chôn mọc tam ai giật từ nặng tăng vào muối nữa là bạc cả hô chôn mọc nông ai giật từ nặng khang cào đôi chân thấy cái này vô kia và cho rứa cái Phật sát này cái chân đằng lại nó cứ mình ban triệt âm pi cà hô chồ là cà hô chồ này cục sol a cục sol tam thuyết tam a giờ tận nát tăng bổ mùi đường tế cứ đây giờ mình biên bài nhà rứa cái âm biên chất chia sam thi đầm bấy ca chấm ran nâu sam thi giang na giang na thế là đôi chân thấy cứ ta a giờ tận nát khang không khang cào nó cứ vì sụp là vì hô đang lỡ thả cọp nè xong là ta là cùng một chắc là mê ta triệp nè nè xa thuốc nè xong áp cùng ông cổ để bạn bọc ra dàng cặp bọc bài ông bì ai dạy tình là kháng nông bằng ai dạy tình là kháng cáo để mình ca tâm nập nông cái này cứ thả tích được ông cổ bạn bọc ra mạnh hay cứ tích chiếc ở phần này khuyên rút đang rút lỡ rút cọp đang rút cọp chất rút cọp chất chiếc lưu xâm lên, chẳng xâm lên lỡ, xâm lên mình lỡ. Chẳng lúc nào ai dạy tình là chẳng đọc bi, ai dạy tình là kháng nông, ai dạy tình là kháng cao. Chẳng gần ngồi bằng cổ bọc sài thật ta ca khơi ai dạy tình là kháng nông, ai dạy tình là kháng cao. Đồng bây cặp thòi
rồi có chắc vai yết thân nước bàn mơ khơi nở ở vây tới đây đâu khang cào nở đâu khang cào chung với những lục hào ta rụp từng ngon nở nở con đường paramata nở rồi nở con đường abhi thấm nở lục hào ta rụp nở rụp đôi bàn rụp sát rụp một nô rụp đôi từng ngon nưng ai sầm lên gặp đôi kia nè lục ta sầm lên một nô sầm lên đòn tray sầm lên từng ngon nít sầm bay sầm lên nà muối cả sát tịch diệt rướng phu ở cả hoa bàn này là cả hoa bàn này bàn này ta sầm lên lư hơi là sầm lên lư hơi bạc tốt cho được nóng là so tay cho thần á so tay cho thần á nó phình chun được nóng chất là vì cha là na cứ lo cả đọc chuyện đời là các bay sầm bay để rú nhưng kho thập cả chỉ muốn tha giang ná là miên thọp đôi chia kho thập cả là bớt để cả khơi đòi chặt khô hơi là bớt nốt mình móc bạc vào nông riêng cài dương rứ thả dương mình tâu bạc vào là bớt nốt tế là bớt ẩm ba nốt cả hao thả rú nè bạn này ta được bỏ đại dương đại cung cha bạn mưa khơi nữa nè mưa khơi nhà lâu mưa khơi nhà vây nô năng chỉnh trang nè mưa khơi nhà vây đại nô khẳng múc thôi chơi dương mình pa po bạn này ta mưa khơi hết phần té mình tu pa po từ lơ được bỏ vật thu tầng lai đại nô khẳng múc đến có hào tạo ruột đài nè ở do dương tôi cho nói ai dương tổ chạp po tu ruột ruột nô rồi mang prai chmoh tou chea pho thap pa veng na tou chea pho thap pa veng na na rup na lau ko ta kum cha na ngui kuong khang muk na kau ei no khang muk kum chu te kum chu re no vathu avai na muay nung ve chea rup doichna hai ka na dai robas yeung na kai robas yeung tou pa robas no na tou pa robas nung lok ha ta pho thap pa na pho thap pa nung prai ta pa pol là chuyện đàng là tua giang đôi dương mưa khơi ba rồi ba kê là rồi cờ rồi bó để miền rúp cà na dương dọc đây thì chắp trâu ba trâu rồi bó thằng lại nó hới rồi khai tôi chia kho thẹp bé cứ rồi bó vào trâu đòi cái cứ đầy rồi cờ đòi luôn chuyện đàng ấy đôi chia dương nông con nông đi là nông con nông rồi đô thì chia nông con nông rót minister nữa là nông con nông rót minister nó cả là cài rồi bó dương nhá nè bà bà dưỡng đừng thà bia trâu cất đau hơn á trâu cất đau sọ hơi dưỡng à cất đau sọ nó kho tập cả đấy nè thấy đặt trên thằng hàng cáo trâu thì chẹt trâu sốn vì thì chẹt đôi chân ấy cả ba co dạng đôi chân ấy cả hào tập kho tập cả đấy nè đôi chân ấy cả bay bị chà rồi ná ở đừng thà khnông ai gia tận nặng hàng khnông ai gia tận nặng hàng cáo đại chia tùng hô nè flow rước cặp rồi lai hô nâu sực đây là o nâu sực đây là crop tầng lai nâng hơi đại nhang ơi sát lộ rồi có vô kia vai trò tầng lai nâng vị trần na nô cam một than bàn thiết là cam một than nhàng mệnh là chắc khoai gia tận na để bàn khơi nô rupa ra pu rupa vậy rupa gia tận na là ca khơi nô rup hàng cào là ca khơi đại dương sầm co lắm là đã thay bậc khinh được bao là o đây thì muốn dương chập chất chập ở rom sầm lai như dân ta là rư cờ đập bao thằng lai nó miết prà keo con bị thu số đồ can để dương ban cơ ban khơi hơi miền chất luộc là trong khơi trong tinh trong prà đập bao thằng lai nó vì sát thì chọp thằng o chọp đôi kia lẽ thằng o là chọp đôi kia lẽ chọp đôi tân ha thằng o cả này chất đập bao dương đập phơ chất đập bao dương trong chất đập bao bộ co để prà thằng lai trong ban nó cứ sát thì chọp đôi đôi kia lẽ chọp đôi luộc phá chọp đôi tân ha ca khơi là ban khơi ruồi hơi hơi cờ miền chất nè hay cả miền chợt nắng cứ thua giang nè đầm bay ập rôm khang lâu chợt nắng nè ập rôm khang lâu chợt nắng ở swap nè nô con nong ở rắm thằng lái đây mình chop chấm kẹt nô được bao thằng lái nô đôi tầm con ca ập rôm nô lâu chợt nắng ở tăng nô con nong ở rắm tệ mui chợt đầm nè mình trâm tay phần nó tới dục kia và cho lược lướt dọc nô bài nhà đầm bay thì chà na tha rút thằng lái nô cai thằng lái nô nè rút cái chiết cái đây thăm cái chiết nè rồi bắt trộm sủng bát prapra tặng lại cái đây một nút pro say cái đây đây bậc quan côn trao tặng lại cái đấy nè sát lục tặng lại nút sự phi hoa tặng lại nút nè cứ bậc phật tử rước cả thân nô con nóng trai lạc thọ nè trai lạc thọ cứ ảnh này chẳng sự phi mình tiêm toàn trai pro tục khăn kiệt tục nè anh nát ta mình mang chiều rồi bỏ luôn nè cái na vô kia vai trò tặng lại rước cả bộ co để miền tây nhá khơi như rút nè khinh ru phần này có cát nâu vipassana này nè cát nâu vipa cát nâu vipassana nữa nè đôi chân rương rào đài prathira mùi ống nè prah
កាលទេអញ្ចឹងណាលោកក៏ថាធ្វើធូតដងលោកចម្រើនកម្មដ្ឋានក្នុងព្រៃណាហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមានកុលធីតាមួយរូបណាល្អស្អាតណាហើយក៏លោកក្នុងតកូលហ្នឹងណាហើយក៏កុលធីតាហ្នឹងក្រោយមកក៏ស្លាប់ឬក៏ដោយខ្យល់ចាប់អីអញ្ចឹងទៅណាណាក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមួយរំពេចទៅណាហើយលោកផ្ដាំឲ្យអ្នករកដែលមើលចាំថែព្រៃហ្នឹងបើសិនជាមានសាកសពឯណាហ្នឹងប្រាំលោក ណ៎លោកនឹងទៅសូត្រទៅពិចារណាធម៌ណ៎ណ៎ពិចារណាធម៍ដូច្នេះហើយបានជាសាកសពរបស់ញាតិទាំងឡាយហ្នឹងបានយកទៅដុតណ៎យកទៅដុតទៅបូជាហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ក្តាមឈូសទេនៅក្នុងដូចប្រធានទីយើងបានដឹងជ្រាបហើយណ៎ដឹងហែសពណ៎ដឹងហែសពហ្នឹងគេធ្វើគ្រាន់តែចងជាឈើជារស្មីហ្នឹងហើយដាក់សពហ្នឹងពីលើទៅហើយគ្រាន់តែដាក់ផ្កាដាក់អីទេហ្នឹងគេសែងយកទៅ ដុតទៅបូជាឬក៏យកទៅបណ្ឌិតទៅជាដើមណ៎ដូច្នេះហើយសម័យកាលនោះកុលធីតានឹងញាតិទាំងឡាយនឹងក៏បានណ៎បានសែងទៅដាក់ក្នុងព្រៃនឹងទីសមរឋានដើម្បីបូជាសពនឹងណ៎ហើយក៏បានប្រាប់ណ៎ភិបវធិរៈនឹងលោកក៏ទៅមិនដំបូងទៅឃើញណ៎ទៅឃើញនោះគឺឃើញរូបណ៎កាលណាយើងឃើញរូបណ៎បុគ្គលដែលស្លាប់បុរសក្តីស្ត្រីក្តីឃើញរូបក្តី ណ៎ឃើញរូបណ៎ជួនកាលឃើញរូបគេស្អាតស្អាតមានចិត្តសំភើបណ៎មានចិត្តសំភើបនៅចិត្តនឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅជាប់តណ្ហានៅឡើយណ៎នៅជាប់តណ្ហានៅជាប់ឧបាទានវាជាប់ដោយកម្មកិលេសណ៎ណ៎ប៉ុន្តែចិត្តរបស់បុគ្គលណ៎ដែលមានចម្រើននៅសមាធិកម្មដ្ឋានលោកពិចារណាថានេះជាអសុភណ៎សពនេះរូបរាងកាយនេះជាអសុភណ៎ជាអសុភ ណ៎វានឹងហើមវានឹងពងវានឹងរលួយវានឹងទៅជាស្អីស្អីទៅណាដូចជាកទូទៅជាឈាមណាកាលណាចិត្តរបស់លោកបានឃើញណ៎បានឃើញនៅសាកសពទាំងឡាយនឹងបានពិចារណាឃើញឃើញរូបទាំងឡាយនោះណ៎ដែលជារបស់ហើមពងដែលជារបស់ស្អុយជារបស់មិនល្អជាអសុភនឹងហើយគឺថាចិត្តរបស់លោកនឹងគឺមានសមាធិកម្មដ្ឋានកើតឡើងនៅក្នុងអសុភកម្មដ្ឋានណ៎សុភកម្មដ្ឋានហ្នឹងណ៎ហើយកាលណាលោកសុភ ណ៎នៅក្នុងកម្មដ្ឋានណ៎លោកមានកម្មដ្ឋានសុខណ៎នៅក្នុងសមាធិរួចហើយហ្នឹងគឺបញ្ញារបស់លោកហៅថាវិបស្សនាកើតឡើងទៀតណ៎វិបស្សនាកើតឡើងលោកពិចារណានៅសង្ខារទៀតណ៎សង្ខារទាំងឡាយកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញណ៎បានន័យថាសពសត្វដែលកើតឡើងហើយណ៎ប្រែប្រួលឬក៏កើតចាស់ជារៀបជាធីមរណៈបាត់បង់ជីវិតប្រែប្រួលទៅវិញណ៎ មិននៅជាធម្មតាទេណ៎គឺលោកពិចារណារូបណ៎រូបដែលជារបស់ជាទុករូបនេះមិនមែនជារបស់ខ្លួនជាអនត្តាឬក៏លោកពិចារណាថាដូចក្នុងអនិច្ចាវតសង្ខារៈដែលលោកបានស្វាធ្យាយណ៎ជាដើមហ្នឹងសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាង ពុទ្ធគាថាដែលវធិរៈបានយកមកស្វាធ្យាយយកមកពិចារណានៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងរហូតដល់លោកបានសម្លឹងមើលកុលធីតាដែលគេបូជាមិនបងភ្លើងឡើងមិនបងដាក់ភ្លើងឡើងដល់ដាក់ភ្លើងឡើងទៅចាប់ដើមអាភ្លើងនោះឆេះដល់ឆេះត្រូវឈ្ងៀមត្រូវសក់ត្រូវឈ្ងៀមត្រូវស្បែកត្រូវឈ្ងៀមឡើងណា ឡើងមកយើងមើលឃើញតាមដានគ្រប់វិនាទីគួរឲ្យសង្វេគមែនតើណាសង្វេគមែនតើដូចណែលោកពិចារណាណាតាមអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះអស់ដែលកំពុងឆេះទៅមុនដំបូងទៅឆេះសក់ណាឆេះច្រមុះឆេះស្បែកណាឆេះខ្លួនប្រាណនឹងកញ្ញងចេះតែល្មួលមួលដូចស្បែកគោដូចយ៉ាងហ្នឹងណារហូតដល់ឆេះឆេះចេញជាខ្លាញ់ទៀតណាចេញជាព្រេងយើងប្រេះប្រេះអីក៏ទៀតឬសូរគួរឲ្យសង្វេគមែនតើ ណ៎រហូតដល់ណ៎ឆេះទៅនៅអស់អស់សាច់អស់ឈាមទៅនៅឆ្អឹងទៀតណ៎អស់សាច់អស់ឈាមទៅនៅឆ្អឹងណ៎ដូច្នេះហើយបានជាណ៎នៅក្នុងពិធីដែលលោកបានពិចារណានៅអសុភកម្មដ្ឋាននឹងហើយណ៎ក្រោយមកក៏លោកបានលើកឡើងនៅរូបកាយសង្ខារទាំងឡាយនេះណ៎ជារបស់មិនទៀងទេណ៎កើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញរហូតដល់ណ៎ប្រធារៈនឹងលោកបានសម្រេចបានន័យថាលោក ពិចារណាឃើញឃើញថាការអស់ទៅហ្នឹងការរលត់ទៅនៃអាយុសង្ខារបស់សព្វសត្វទាំងឡាយហើយលោកមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ទៀតណាលោកមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មិនជាប់នៅក្នុងតណ្ហាមិនជាប់ក្នុងឧបាទានមិនជាប់នៅក្នុង
khăn pram thiệt thề nè một chọp được đồng rúp nè đôi chân hay rúp sầm lên khăn rõ sầm phó nè rõm thằng lai nâng cứ nè dê rùm tấu cứ dô kia vai cho thằng lai nâng ai lược dô bì chà rằng nè tô tam bẹp sầm mạ thi kàm mặt thàn phó nâng vi pa sà nà kàm mặt thàn phó nâng sô mơ đà cụt mì chá nè mê tài triếp nè 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 sát thụ bằng cổ nè chim bằng cơ bản bọc sợi, dạng bọc vải, chặt tông tông nưng, ai chặt tông nách khang nong, ai chặt nách khang cào, kẹp chân na nằm bay mưa đồi cam mặt tháng, cứ tha thua dương, chấm ra nọ bận của sờ, ai cứ tha vây vây cứ ăn nách chăng, mình tiền, ru để khinh lõa, có về mình tiền xâm lên để liên lư tàu, từ đó có về tàu, nè còn để chả soi rầm, nè. ຈຶ່ງຈະຈົ່ງក្រោយទៅបងគ្រូមានអ្វីបន្ថែមទៀតគណៈមិត្តកម្មវិធីគណៈសូមកម្មវិធីនេះគឺថាមិត្តបានពុស្សដាទេដោយលោកគ្រូវិបស្សនាអុករនលោកជួលអត់បានចាំឱកាសសប្តាហ៍ក្រោយណាលោកនឹងអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អំពីវិបស្សនាបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបកកណ្ដាលអាភិបក្នុងនាមប្រធានពុទ្ធិកសមាគមរសង្ឃខ្មែរសរតអាមេរិក ក៏ជាចៅតការនៃវត្តមនីស្តារាមផងសូមប្រគេនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃវធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាការជួបដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណែប្រតិជនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងខែមាឃនេះណែនៅក្នុងខែមាឃនេះគឺជាថ្ងៃជាខែដ៏វិសេសដ៏វិសាលជាអភិលក្ខិតកាលសម័យ ในพุทธศาสนิกយើងដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីគោរពគាត់ក្រែងណដល់ពិធីបុណ្យមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាបុណ្យដល់វិសេសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាបុណ្យដែលពុទ្ធសាសនិកទូទាំងក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលដើម្បីរំលឹកនៅណកិតនៅគុណូបការៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាម្ចាស់ណនៅថ្ងៃ15កើតខែមាឃគឺថ្ងៃពេញបរមីខែមាឃ ជាថ្ងៃបុណ្យដល់វិសេសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រារព្ធនៅចតុរង្គសន្និបាតដែលមានព្រះអរហន្ត១២៥០អង្គហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយនោះសត្វតែជាព្រះអរហន្តដែលបានសម្ដែងអភិញ្ញាប្រមួយនិងបដិសម្បទា៤ដូច្នេះហើយការប្រារព្ធនៅចតុរង្គសន្និបាតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអវាទដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្ត១២៥០អង្គដែលប្រារព្ធយក នៅអវាទទាំង៣ណែបានន័យថាអវាទច្រើនទៀតប៉ុន្តែលើកយកដោយសង្ខេបតើអវាទទាំង៣ហ្នឹងគឺទី១សប្បពាបស្សៈករណំណាការទូនមានព្រៀងបដោដល់សត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងមិនអោយធ្វើនៅអំពើបាបណាទី២កុសលៈសោប្រសម្បទាណាការបំពេញនៅកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទី៣សច្ចតបរិយតបណ្ណឹងការអប់រំខាងផ្លូវចិត្តណាដូច្នេះទាំង៣នេះអវាទទាំង៣នេះគឺតកតងដោយសើសមាធិវិបស្សនា ឃើញណាអវាទី១សប្បពាបស្សៈករណំគឺជាសិលណាជាសិលណាកុសលៈសោប្រសម្មទាជាយើងតែជាសមាធិហើយនឹងសច្ចតបរិយតបណ្ណឹងហ្នឹងណាជាសុតន្តវិដកយើងនិយាយមកណានិយាយអំពីតែកុសលៈសោប្រសម្មទាហ្នឹងចាត់ចូលទៅក្នុងសុតន្តវិដកហើយនឹង សប្បពាបស្សៈករណំនៅក្នុងព្រះវិន័យវិដកហើយនឹងសច្ចតបរិយតបណ្ណឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដូច្នេះហើយបដិជគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យមាឃបូជានៅថ្ងៃពេញបរមីខែមាឃខាងមុខនេះដោយកិរិយាតុបតែងរៀបចំផ្ទះសម្បែងបវត្តអារាមគឺមានការរៀបចំតុបតែងសម្អាតទីធ្លាវត្តព្រះវិហារចេតិយ ហើយនឹងផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យធ្វើកិច្ចនមស្ការសូត្រមេបូជាប្រកាសមេបូជាក្តីការស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ទេសនាឬក៏ចម្រើនអប់រំសមាធិក្តីបើពុទ្ធបរិស័ទមិនបានមកវត្តអារាមទេនៅក្នុងគាថានឹងក៏រៀបចំអាសនៈព្រះដែលមានពុទ្ធរូបក្តីមានពុទ្ធរូបភួយចិញ្ចាំងក្តីមានផ្កាមានភ្ញីមានផ្លែឈើក្តីនឹងក៏រូបដើម្បីអូនលំទូនកាយនមស្ការបូជាដល់គុណព្រះរតនត្រ័យហើយ ញោមញៀនពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏តាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការសមាទានសិលឬក៏តាំងចិត្តសមាធិនៅអង្គុយសមាធិក្តីចម្រើនវិបស្សនាក្តីសុទ្ធតែបានមគ្គផលបុណ្យដើម្បីរំលឹកនៅថ្ងៃដ៏វិសេសហៅថាអភិលក្ខិតកាលសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណដែលជាម្ចាស់នៃយើងដូច្នេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនអាចបោះបង់នៅពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះទេដូច្នេះហើយចង់បញ្ចប់នេះដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបកកាលណាភាពនៅមានការប្រជុំដល់ព្រះសង្ឃដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយនៃពុទ្ធកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រជុំកិច្ចការងារនៅផ្នែកខាង កិច្ចការងារនៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកផងកិច្ចការបុណ្យទានផងហើយជាពិសេសទៀតកិច្ចការដែលត្រូវរៀបចំបុណ្យមហាវិសាខបូជាមហាសន្និបាតនៃព្រះសង្ឃនៅពិធីសួរប្រត្រៃវិដកនឹងនៅវត្តវិបស្សនារាមហៅវត្តព្រះអង្គធំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24 25 26ខែ5ខាងមុខនេះណាខាងមុខនេះដែលត្រូវរៀបចំមហាវិសាខបូជានោះដោយសហការជាមួយនឹងព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះនាមអករ៉ន ព្រមទាំងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកនិងពិភាក្សាការងារដើម្បីប្រជុំរៀបចំទទួលខុសត្រូវការសួរប្រត្រៃវិដកនៅពុទ្ធគយាជាអន្តរជាតិទៀតនៅថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2026នេះដែលរៀបចំដោយទទួលបន្ទុកណដោយពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកហើយនឹងសហការជាមួយនឹងគណៈមន្ត្រីសង្ឃ នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រសង់នៅដែនដីពុទ្ធភូមិនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយជាមួយនឹងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាមួយនឹងប្រសង់នានាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីក្នុងនាមខ្មែរក្នុងនាមប្រសង់ខ្មែរជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាម្ចាស់ហៅថា Cambodia Chief Organizer នៅមានញឹកក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីប្រជុំនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃបរិហោះផងឬក៏ថ្ងៃផ្សេងៗទៀតណាដូច្នេះហើយកម្មវិធីយើងនឹងក៏តែសូមស្លេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះណាសូមឲ្យលោកគ្រូធម្មយាចាធួនចន្ទធនណាបញ្ចប់កម្មវិធីនេះចុះណាសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនណាសូមអរគុណសាធុសាធុខ្ញុំគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលព្រះអង្គគ្រូបានចំណាយពេលដើម្បីតម្លាយបានមកចូលរួមជាវគ្គមិន ដើម្បីចែកជូនជាធម្មទានដែលបានលើកខ្លឹមសារថយយ៉ាងសំខាន់តកតងតទៅនឹងអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋាននៃចុងក្រោយក៏បានរំលឹកពីមគ្គបុជាប្រគេនចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយអំណាចធម្មទាននឹងនៅក្នុងការនេះខ្ញុំបានសូមគៀនព្រះអង្គគ្រូនិងចែកម្លែកដល់ប្រធានរាធិរៈគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ដែលសូមគៀនពរព្រះអង្គគ្រូនិងប្រធានរាធិរៈគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្ល័កចូលចម្រើនគ្រប់អង្គនិងគ្រប់រូបតទៅនិតិសមាធិនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយចឹងសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូគណៈសូមថ្វាយគំលាណាណាសូមថ្វាយគំនឹងជាព្រះជន្មរបស់លីណា